Thưa quý vị, thưa các bạn, với truyền thống đi đầu áp dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN tiên phong đón đầu luồng gió mới từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, PVN đã và đang xây dựng chiến lược tổng thể thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên tinh thần tất cả các thành viên của tập đoàn có tâm thế sẵn sàng và được chuẩn bị kỹ lưỡng để áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất. PVN thống nhất nhận thức rằng cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh. Đây là lúc cần có những giải pháp để tận dụng cơ hội đặc biệt này, trong đó đổi mới sáng tạo là yếu tố vô cùng quan trọng, mang lại sức cạnh tranh mới trong tương lai. Tìm biện pháp quyết liệt hơn, quyết tâm cao hơn, ý chí và khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn. Làm sao một cái tinh thần, cái khó thì lót cái khôn ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. PVN đã và đang thực hiện công tác đào tạo chuẩn hóa các hoạt động để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, như tổ chức các hội thảo về cách mạng công nghiệp 4.0 trong các khâu của công nghiệp dầu khí nhằm cập nhật kịp thời về thông tin áp dụng cho các đơn vị và PVN. Đẩy mạnh nghiên cứu thực hiện dự án xây dựng chuẩn hóa mã vật tư, thiết bị trong toàn ngành, cài đặt trên hệ thống thông tin của PVN và kết nối trực tuyến áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành, triển khai Internet of Things, kết nối vạn vật, nghiên cứu ứng dụng robot trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ đặc biệt khác có yếu tố nguy hiểm, độc hại mà con người gặp khó khăn khi tiếp cận hoặc hiệu quả thấp. Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí PVEP là đơn vị luôn chú trọng công tác nghiên cứu để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, trở thành một điểm sáng trong phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế trong tập đoàn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ không những hỗ trợ đắc lực cho sản xuất kinh doanh của đơn vị mà còn cung cấp nhiều dịch vụ uy tín, chất lượng ra bên ngoài. Từ đó đã xây dựng một nền tảng vững chắc để hòa mình vào dòng chảy cách mạng công nghiệp 4.0 của tập đoàn cũng như của đất nước. PVP là một trong những cái đơn vị không những trong ngành dầu khí Việt Nam mà trong đất nước cũng đi đầu trong 4.0, và có thể 4.0 chúng tôi cũng đã đi một giai đoạn tương đối dài. Cái công nghệ tự động hóa trong việc triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí thì chúng tôi đã đi từ cách đây hơn 20 năm. Cho đến bây giờ, cái công nghệ 4.0 đối với PP chúng tôi đang quan tâm nhất, tức là 4.0 trong công tác quản lý. Sau khi tái cơ cấu công tác quản trị xong, chúng tôi sẽ hoàn thiện, có được cái hệ thống, các cái quy trình xử lý công việc hoàn thiện, thì tất cả cái đó sẽ đưa vào tự động hóa. Đó là 4.0 của PV sẽ đạt tới, và chúng tôi phấn đấu rằng trong năm 2019 chúng tôi sẽ đạt được cái này. PVN xác định cần nắm bắt cơ hội, đón đầu ứng dụng tiến bộ, thành tựu công nghệ từ cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh, quản lý để mở rộng thị trường, thu hẹp khoảng cách và đuổi kịp các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. PVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ điều khiển và tự động hóa để nâng cao năng suất, hiệu quả trong quản lý sản xuất kinh doanh. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang áp dụng các cái cải tiến, cải tạo. Và hiện tại cũng đã áp dụng công nghệ 4.0. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi để đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 hơn nữa để nâng cao chất lượng và năng suất hơn nữa. Hiện nay hầu hết nhà máy chế biến dầu khí đều áp dụng hệ thống tự động điều khiển phân tán và các hệ thống bảo vệ an toàn, hệ thống tự động phát hiện rò rỉ, báo cháy. Với công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay, còn đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thì hầu hết các nhà máy đều đã và đang đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh với phần mềm hiện đại. Ngoài ra, các hệ thống quản trị khác như ISO, KPI, quản lý an ninh an toàn đều được áp dụng một cách tối ưu. Ngay từ khi vận hành trở lại, chúng tôi cũng đã tiến hành cải tiến một số máy móc thiết bị để cho tối ưu và hiệu quả hơn. Đồng thời bên cạnh đó, chúng tôi đã tự động hóa một số khâu sản xuất như cái khâu kiểm phẩm. Chúng tôi đã tiến hành cải tiến tối ưu hóa, giảm được lao động, tức là giảm được nhân công, đồng thời là cái số liệu thống kê về sản xuất nó chính xác hơn. Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tác động trực tiếp đến các đề án, dự án đầu tư phát triển sản xuất và đổi mới, sáng tạo công nghệ của PVN và các đơn vị, tác động đến yếu tố về con người, nguồn nhân lực dầu khí và tác động mạnh trực tiếp vào công nghệ thông tin và tự động hóa ứng dụng trong các hệ thống sản xuất kinh doanh của PVN. Bên cạnh đó,
Cách mạng công nghệ 4.0 là cơ hội để PVN có thể cải hoán, đổi mới về phương thức sản xuất hiện tại như tăng năng suất lao động, tăng hiệu suất nhà máy, tiết giảm chi phí, cơ hội để có thể lựa chọn các giải pháp công nghệ gồm nhà máy thông minh, hệ thống khai thác dầu khí thông minh. Có thể nói cách mạng công nghiệp 4.0 là sự phát triển tất yếu của thế giới, có tác động ảnh hưởng hết sức to lớn đến mọi mặt của đời sống, tự nhiên và xã hội của tất cả các quốc gia. PVN đã và đang nắm bắt cơ hội để đổi mới phương thức sản xuất, quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh và dịch vụ, phát huy tối đa các lợi thế từ cuộc cách mạng này.